chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Ngàn Hương Chết vì tình hữu nghị viễn vong Hôm 25 tháng 11, hàng loạt các báo đưa tin về việc ba công nhân ở Thanh Hóa chết sau khi tiêm vaccine Verocell của Trung Quốc đã làm cho mọi người hết sức bàng hoàng. Tờ VN Express đưa tin dừng tiêm lô vaccine Verocell sau khi ba người tử vong. Theo đó, ngày 23 tháng 11, huyện Nông Cống bắt đầu tiêm số vaccine Verocell cho dân theo kế hoạch. Tuy nhiên, khi mới tiêm được khoảng 10.000 liều, thì hàng chục nữ công nhân độ tuổi từ 25 đến 30 ở công ty giày Kim Việt xuất hiện triệu chứng bất thường, trong đó 5 người phản ứng phản vệ. Đến sáng ngày 24 tháng 11, hai nữ công nhân tử vong, người thứ ba mất vào chiều cùng ngày. Hiện còn 9 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trong đó một trường hợp tiên lượng nặng. Khoảng 60 người triệu chứng nhẹ hơn đang theo dõi tại Bệnh viện huyện Nông Cống, sức khỏe đã ổn định. Sau đó, tờ VTC News nhanh nhẩu thanh minh rằng kết luận nguyên nhân gây tai biến sau tiêm vaccine tại Thanh Hóa. Nguyên nhân của 3 trường hợp tử vong và một trường hợp nguy kịch là sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine Verocell. Nhưng nguyên nhân vì sao gây ra sốc phản vệ thì bài báo không có nói. Nên biết rằng tại công ty này đã có hơn 70 người bị cái gọi là sốc phản vệ sau khi tiêm phải chăng sóc phản vệ là cái túi màu nhiệm để chứa đựng những gì họ không dám nói ra, là phương pháp hữu hiệu dập tắt mọi nghi ngờ? Tờ Tuổi Trẻ sáng ngày 26 tháng 11 đưa tin, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết vừa có thêm một nữ công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn dày kim việc ở huyện Nông Cống tử vong sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Như vậy, cho đến sáng ngày 26 tháng 11, đã có 4 người tử vong sau khi tiêm vaccine Trung Quốc nhưng có thể số người chết không dừng lại ở đây vì còn rất nhiều người còn được điều trị sau khi tiêm vaccine của Trung Quốc. Chúng ta đều biết rằng thời gian qua, nhà nước Việt Nam đã cho nhập nhiều loại vaccine dưới hai hình thức, mua và nhận viện trợ. Trong đó, số vaccine nhận viện trợ là của Anh và Mỹ và một số nước khác. Còn vaccine Trung Quốc, đa số là phải mua với giá đắt cắt cổ. Đến nay, số vaccine Trung Quốc vào Việt Nam có gần 50 triệu liều được phân bổ khắp cả nước. Mua bán bất bình thường trong quan hệ mua bán hàng hóa, có hai yếu tố để cạnh tranh là giá cả và chất lượng sản phẩm, và quan hệ giữa hai bên là bình đẳng theo kiểu thuận mua vừa bán. Nhưng trong trường hợp Việt Nam mua vaccine của Trung Quốc thì hoàn toàn khác, không những chất lượng sản phẩm kém mà như cái kiểu áp đặt phải mua. Tờ tin tức của Thông tấn xã Việt Nam ngày 22 tháng 9 cho biết, nghị quyết của chính phủ về việc mua vaccine Sinopharm có những điểm đáng lưu ý như sau chấp thuận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vaccine hoặc việc sử dụng vaccine, việc giải quyết tranh chấp của hợp đồng áp dụng theo luật pháp của Trung Quốc. Trường hợp không giải quyết được tranh chấp do Ủy ban Trọng tài Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc phán xét. Nghĩa là phía Việt Nam được phép mua vaccine của Trung Quốc như là một ân huệ là nhà nước Việt Nam dám đưa gần 100 triệu dân ra để mà làm bạch tuộc dưới sự sai khiến của Thiên Triều Bắc Kinh. Giá mua vaccine như thế nào? Theo tài liệu của Bệnh viện Đa Khoa, Medlatech cho biết giá vaccine AstraZeneca được đánh giá là rẻ hơn so với các loại vaccine khác, một liều chỉ khoảng 2,4 đô la. Vắc xin VeroCell của Sinopharm Trung Quốc có giá khoảng 13,6 đô la, nghĩa là vắc xin VeroCell của Trung Quốc đắt hơn vắc xin AstraZeneca của Anh là 5,66 lần. Tại sao hàng tốt và rẻ lại không mua mà cứ nhắm mắt mua hàng vừa đắt mà vừa không đảm bảo an toàn? tờ RFA hôm 23 tháng 6 năm 2021 viết rằng: Người dân nhiều nước tẩy chay vắc Trung Quốc Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc Cao Phúc thẳng thắn nói rằng tác dụng của vaccine Trung Quốc không quá lý tưởng. Đã từ lâu nay, các sản phẩm của Trung Quốc tràn lan sang Việt Nam nổi tiếng với các hóa chất độc hại được tẩm ướp vào để đầu độc người Việt Nam. Từ đồ chơi trẻ em cho đến cái áo ngực phụ nữ rồi đến các loại nông sản, nhất là các loại trái cây, được ướp chất bảo quản để đến 6 tháng vẫn không hư. Vì vậy mà người Việt Nam tẩy chay hàng Trung Quốc này trong các loại vaccine của Trung Quốc tràn sang Việt Nam dưới hình thức tặng và mua, ai mà biết được nó được trộn chất độc gì nhằm mục đích hủy hoại giống nòi người Việt về sau. Và điều lo ngại về chất lượng vaccine Trung Quốc đã trở thành hiện thực. Ngoài việc những người ở Thanh Hóa chết và đang bị ngộ độc, tại Sài Gòn, báo chí đã rõ rén đưa tin rằng những người lớn tuổi có bệnh nền, nhất là tiêm đủ Verocell, hay vaccine của Sinopharm thì cần được tiêm sớm mỗi thứ ba để giảm nguy cơ lây nhiễm, trở nặng và tử vong. Nghĩa là chính quyền đã biết rằng vaccine tàu là không an toàn. Điều buồn cười là ban đầu tờ pháp luật có tựa đề là thành phố Hồ Chí Minh cần tiêm mũi 3 cho người tiêm đủ vaccine Verocell hay vaccine Sinopharm để giảm nguy cơ lây nhiễm, trở nặng và tử vong. Nhưng sau đó lại sửa tựa đề là thành phố Hồ Chí Minh cần ưu tiên tiêm mũi 3 cho người lớn tuổi bệnh nền. Thôi thì phận làm chó, mượn ý của nhà báo Nguyễn Như Phong. Phận làm chó mà sủa sai ý chủ thì phải sủa lại là việc của họ. Vì hiện nay, Việt Nam trông chờ vào số vaccine của Anh, Mỹ viện trợ mà không chịu mua nên không đủ tầm bao phủ toàn dân. Và Việt Nam đã tình nguyện mua vaccine đắt đỏ của Trung Quốc dù không an toàn và kém chất lượng. Điều đáng lo ngại là hiện nay một số địa phương và trường học nói rằng ai không tiêm vaccine thì sẽ không được đi làm và học sinh cũng không được đi học và điều gì sẽ xảy ra khi mấy chục triệu liều vaccine tàu tiếp tục được bơm vào cơ thể người Việt Nam. Trong đó có số học sinh là tương lai của dân tộc sẽ bị tiêm vào. Tại sao với bọn tàu thì nó bảo gì nghe nấy, không dám đòi công bằng trong mua bán, mà với dân Việt Nam thì áp đặt, đúng là hèn với giặc ác với dân. Nhà báo Nguyễn Thông trên trang cá nhân của mình đã căm phẫn viết rằng, nếu sau này mà phát hiện ra vaccine tàu là thứ đồ rỡm vô tác dụng, thậm chí còn có hại gây chết cho người, thì cần lập tòa án nhân dân lôi cổ những cái đứa đem hàng tàu về, nặng nặc một mực, dọa dẫm ép dân tiêm chích. Lừa đảo vaccine tốt nhất là vaccine tìm sớm nhất. Và cả những đứa làm báo nịnh tà quyền hoặc ngu muội hoặc ăn tiền, lôi tất cả ra xử. Không cần án nặng, cứ chích cho nó và họ hàng hàng hốc nhà nó mỗi ngày 10 mũi cho một người, chích trong trăm ngày cho tiệt chủng cái quân khốn nạn ấy đi. Và bác sĩ Võ Xuân Sơn chia sẻ, giá như mấy ông biết lắng nghe những người hiểu chuyện, giá như mà có cơ chế kiểm soát quyền lực của mấy ông, giá như mà mấy ông có đủ tự trọng và lòng trắc ẩn để... Nhưng thôi, đây cũng là cách mà mấy ông nhìn nhận lỗi của họ, dù là khá muộn màng. Hy vọng rằng những người nghe lời mấy ông xuống suối vàng không có oán trách nữa. Trong gần 2 năm kể từ khi dịch cúm tàu tàn phá đất nước và nhân dân Việt Nam, đến nay đã có hơn 23.000 người chết. Trong đó có nhiều người là bác sĩ, y tá hộ lý và những người thiện nguyện. Họ là những tấm gương cao cả dám hy sinh tính mạng của mình để cứu chữa và giúp đỡ nạn nhân cúm tàu. Nhưng những nạn nhân chết do vaccine giỏm của tàu gây ra chỉ vì cái tình hữu nghị viễn vong thì quá đau xót và thường tập. Tình hữu nghị viễn vong, mượn lời đồng chí 3X. Họ để lại gia đình tan thương và con thơ nheo nhóc thiếu người chăm sóc là vì ai và vì cái gì? Phải chăng việc cho vaccine của tàu ồ ạc nhập vào Việt Nam là con ngựa thành Troyes nhằm làm rối loạn công tác phòng chống dịch tại Việt Nam để có ngày họ sẽ thực hiện chính sách đại cục mà họ toàn tính bấy lâu nay? Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.